mình hướng dẫn các bạn dán cái giấy vàng để trang trí nhé. Đây, giấy vàng dán trang trí ở ngang biển này này. Mình cũng không biết là cái này có hợp pháp với cả luật giao thông của Việt Nam không. Nhưng mà mình thấy nhiều bạn trẻ dán thì mình cứ dán cho mọi người thôi. Khi dán xong như này rồi thì anh em sẽ chuẩn bị thêm cho tôi một con dao như này, dao học giấy và một cái thước kẻ học sinh để chúng ta cắt cho nó được thẳng và đẹp hơn nhé. Like a star in the sky, I'm okay. I wanna take a breath. Đây, chúng ta đặt cái thước vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Đặt cho nó hở một chút số đen ở bên trên nhé, thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Còn nếu mà cắt lên trên khoảng trên này thì nó sẽ không nổi số đen bên dưới, nó sẽ xấu. Cắt thật nhẹ tay thôi các bạn nhé, đủ đứt giấy thôi. Xong rồi nó sẽ có vết, sau này bóc ra nó sẽ có vết. Đó, nó cắt vừa đủ để bóc này ra là được. Đây. Anh em nào thấy đẹp thì hãy đến quán mình để được dán miễn phí nhá. Và anh em thấy hay thì để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để theo dõi mình có những cái video hay về xe máy thêm rất nhiều nhé. Chúc anh em lái xe an toàn. Chào anh em.